Xin kính chào quý vị và các bạn. Miền Bắc và miền Nam đang là nơi có thời tiết khá tương đồng trong ngày hôm nay. Những cơn mưa vẫn đang tiếp diễn tại hai khu vực này. Với miền Bắc thì mưa vẫn xảy ra ngắt quãng trong ngày, nhiều điểm mưa vừa mưa to. Còn ở tại Nam Bộ thì mưa thường xuyên xuất hiện về chiều tối. Nguyên nhân gây mưa ở các tỉnh miền Bắc vẫn là rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam. Hình thế này sẽ còn ảnh hưởng đến khu vực trong những ngày tới. Người dân ở nơi đây cần phải luôn trang bị các vật dụng che mưa bên mình, đề phòng những cơn mưa lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong cơn dông có thể kèm theo cả lốc sét, gió rất mạnh. Do mưa kéo dài nên quý khán giả cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Cạn và Thái Nguyên. Những nơi khác tuy không mưa nhiều nhưng trời nhiều mây và âm u cả ngày. Toàn khu vực vì thế vẫn duy trì tiết trời mát mẻ với nền nhiệt độ cao nhất ngày chỉ trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Về đêm thì mức nhiệt hạ nhanh xuống ngưỡng còn 23 cho đến 26 độ. Cũng là nơi có thời tiết mát mẻ trong ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời tương đối tạnh ráo, nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 32 độ tại vùng cao Tây Nguyên và dưới 34 độ ở tại Nam Bộ. Đới gió Tây Nam tiếp tục chi phối nhưng hoạt động yếu hơn những ngày trước đó, nên mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác từ chiều tối tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng cường độ mưa giảm bớt, ít điểm có mưa lớn. Dù vậy thì người dân vẫn cần đề phòng khả năng có lốc sét và gió giật mạnh đi kèm, gây nguy hiểm và ngập úng tại vùng trũng thấp, nhất là trong thời điểm tan tầm. Trái ngược với thời tiết của hai miền Bắc và Nam, Trung Bộ lại là khu vực có tiết trời nắng ráo nhất trên cả nước trong ngày hôm nay. Do không chịu sự chi phối của hệ thống thời tiết đặc biệt nào, nên từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng trở lại. Nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh lên mức từ 33 cho đến 35 độ, mưa dông cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi về đêm. Phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận trong ngày thời tiết oi và hơi nóng với mức nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Mưa rào cục bộ cũng chỉ còn xảy ra vài nơi về chiều. Người dân ở nơi đây cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội để tránh lây lan dịch bệnh. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển, trong ngày hôm nay, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thịnh hành đới gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7. Còn tại phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, thì gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trên các vùng biển tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, tàu thuyền khi ra khơi cần lưu ý đề phòng. Như vậy là ngày hôm nay thì Bắc Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, mưa sẽ kéo dài tại miền Bắc đến ngày 6 tháng 8. Người dân cần đề phòng với lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp. Trung Bộ thì nắng nóng quay trở lại, nhiệt độ tăng nhẹ. Mặc dù bão số 2 đã suy yếu đi, tuy nhiên với sự tồn tại của một dải mây ngang qua Bắc Bộ trong nhiều ngày tới đây, sẽ tiếp tục duy trì mưa dông diện rộng cho các tỉnh ở miền Bắc. Thời tiết dự báo trong 3 ngày tới ở tại đây vẫn là trạng thái đầy mây, có lúc có mưa, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông. Đặc biệt riêng tại tỉnh Quảng Ninh, nơi dự báo có khả năng xảy ra tình trạng mưa to đến rất to trên diện rộng trong 2 ngày là mùng 6 và mùng 7 tháng 8, nên rất dễ xảy ra ngập úng diện rộng. Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày tới nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên. Thời tiết gây bất lợi cho hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây. Bão số 2 đã tan đi, vị trí lại nằm xa dải mây dông qua Bắc Bộ nên ngoại trừ Thanh Hóa còn mưa trong 3 ngày tới, thì thời tiết ở các tỉnh Nghệ An xuôi vào tới Thừa Thiên Huế sẽ phổ biến ngày nắng nhiều hơn. Mưa chỉ xảy ra một vài nơi về thời điểm chiều tối. Tiết trời còn khá dễ chịu với nền nhiệt cao nhất trong ngày, hầu hết dưới 35 độ. Trong khi đó, xuôi về phía Nam đều Hải Vân trở vào tới Bình Thuận cũng là trạng thái thời tiết đầy nắng và ít mưa trong những ngày tới đây, với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, thậm chí một vài nơi còn xuất hiện nắng nóng nhẹ với nền nhiệt trên 35 độ. Tuy nhiên thì đây là khu vực điểm nóng của dịch bệnh COVID, do đó mà quý vị nên cân nhắc có sự tham khảo kỹ các điểm đến đảm bảo an toàn. Với khu vực Ninh Thuận trong những ngày tới, thời tiết ở tại đây phổ biến là ít mưa, ngày có nắng đẹp, cùng với nền nhiệt cao nhất ngày trong khoảng từ 34 đến 35 độ và thấp nhất về đêm giảm về khoảng 25 cho đến 26 độ. Thưa quý vị, thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, làng gốm Bảo Trúc được xem là làng gốm lâu đời nhất ở Đông Nam Á, một bảo tàng sống về nghề gốm truyền thống của người Chăm, tỉnh Ninh Thuận, nơi lưu giữ bảo tồn nhiều nét đặc sắc trong nghệ thuật làm gốm của người Chăm xưa, đồng thời cũng là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của nước ta. Ngay giữa trung tâm làng gốm là khu vực trưng bày và rất nhiều chủng loại khác nhau như là bình hoa ấm nước, rồi đến nồi niêu chum vại, và cả những tháp tượng mô phỏng vũ nữ Apsara đầy độc đáo.
Điểm đặc biệt của nghề làm gốm ở Bảo Trúc đó chính là phương pháp làm gốm thủ công mang tính nghệ thuật cao với sự tỉ mỉ, tinh tế trong từng nét chạm khắc bằng chính đôi tay khéo léo của những nghệ nhân gốm để tạo nên những sản phẩm tuyệt vời mang đậm nét văn hóa, tâm linh của người Chăm và nét đẹp vừa cổ kính nhưng cũng rất là gần gũi và bình dị với những nét hoa văn hình sông nước. Chấm vỏ sò cùng với những sắc màu vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, với những vệt nâu rất đặc trưng, khiến cho mỗi sản phẩm đều mang một cái hồn riêng. Đó cũng là yếu tố làm nên nét đặc sắc trong nghề làm gốm của người Chăm ở nơi đây. Ngược lên với vùng cao nguyên Tây Nguyên trong những ngày tới đây, thì những cơn mưa sẽ thu hẹp lại không chỉ về diện mà còn cả về thời gian. Hầu hết mưa sẽ xảy ra rải rác chủ yếu về chiều tối và đêm, cục bộ vẫn có điểm mưa vừa, mưa to. Trong khi buổi sáng cho đến khoảng những đầu giờ chiều, thời tiết có nắng, thuận lợi cho hoạt động du lịch ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất hầu hết chỉ dao động trong ngưỡng từ 27 cho đến 30 độ. Sau những ngày trời nhiều mây kèm theo mưa bất chợt thì sang đến ngày mai, Nam Bộ sẽ trở lại với thời tiết có nắng trở lại trong buổi sáng. Mưa chỉ còn xảy ra tập trung về chiều tối cùng với nền nhiệt độ cao nhất ngày, dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Tuy nhiên thì sang đến ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 8, sự tồn tại của một vùng nhiễu động gây mưa trên khu vực thì mưa sẽ gia tăng trở lại với Nam Bộ. Mưa xảy ra nhiều nơi và có nơi mưa to đến rất to và kèm theo các nguy cơ như lốc sét và gió rất mạnh.